Nhưng mà kiểu Huế mà nói nó bé nhanh quá, khó hiểu lắm. Nhưng cái người Quảng Nam, Quảng Nam ấy mà nó nhanh hơn. Anh về cái tỉnh là quê ở Quảng Bình á, Quảng Bình á, Hà Tĩnh, Nghệ An anh nghe bố nghe được. Nghe được. Hai cái em trên gác là Nghệ An. Nghe An hả? Mình nói chuyện mới quen rồi đó. Nói thầy nói người đó họ nghe chứ mình không bao giờ nghe được. Nhưng mà không phải mà thầy nghe anh có địa cháu không? Mình dùng cái từ phổ thông, đừng dùng cái từ địa phương. Nhưng mà họ nói chuyện họ đâu có nói từ phổ thông. Trời ơi, hai người Huế mà nói chuyện với nhau nó nhanh thì không được. Nhưng mà ở dưới nhà nó nói có dễ nghe. Nhưng mà nó sẽ qua. Nhưng mà nó với con Quanh là bạn cùng Quảng Ngãi. Này nó mà nói 6 tháng cái là con biết được đâu này. Không khó đâu, mới qua chừng độ tuần 2 tuần. Bây giờ về làm. Sau này ở bên này như cái làm giờ đó đâu không nhớ nhắc nhớ gì hàng hay gia hạn là quên nữa này. Hay gia hạn sao? Cứ như ngày gia hạn được không? It is 8:17 p.m. and it's actually still sunset. See? Oh, very different. Eastern Canada. She's going outside getting her drink. So, yeah, is it her birthday? And that was wearing Jordans. See the socks. Almost there, home.